Xin chào tất cả các anh em yêu Euro trên toàn quốc đang theo dõi kênh âm thanh Quốc Hùng. Hôm nay em test con đàn ông BMA 580D, hàng bên âm thanh Quốc Hùng đã bán cho bác, cho anh Vinh ở thị xã Đông Hà, Quảng Trị. Đàn ông 580D em bán cho anh Vinh ở Đông Hà, Quảng Trị. Hôm nay em sẽ làm clip này cho các anh em tham khảo về cái dòng âm ly này, và cũng như bác anh Vinh xem clip thì sẽ biết sản phẩm của mình. Thì rù can thì em cũng rù can nội thất của con này thì em cũng đã chụp và gửi qua Zalo cho bác. Bây giờ em sẽ test âm ly này sẽ hoạt động ok, rồi sẽ đóng hàng và gửi cho anh. Và như anh đã thấy, âm ly này còn rất là mới, vừa ngồi hình rất là xuất sắc luôn. Rù can thì em đã gửi rồi thì anh đã ok, không cần phải chê. Bạn em nào xem video mà có nhu cầu mua hàng bên âm thanh Quốc Hùng thì xin liên hệ hai số điện thoại 0799451979 và 0736768707, các bạn Zalo ở số đuôi 707 anh em, Zalo Facebook. Em Hùng giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Ủa, con đàn ông này có giải mã đi kia rồi nè. Bát trên bát em là vợ lành, là trái là phải, hoạt động ok, lâu lét này. Đây là lâm điều khiển các cổng AUX tuner CD phono tấp 1, tấp 2 nút nguồn, rồi chính kênh AB. Rồi hàng về bên em là toàn là hàng tí chọn, đẹp, rất là đẹp luôn, xuất sắc. Hàng bán tí chọn cho nên là nên em mua hàng cứ yên tâm. Rồi anh em xem video thì đừng quên bấm đăng ký ủng hộ kênh anh em. Và luôn luôn được cập nhật tham khảo các mặt hàng mà bên em về. Em sẽ đăng lên kênh để anh em tham khảo và cũng như là đặt hàng. Tất cả hoạt động ok cho anh. Rồi cảm ơn anh Vinh đã ủng hộ tốt bên anh. Em đang đánh với cặp lô Pioneer CS A700. Hàng rất là đẹp.
Rồi, video kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em ở video sau.